Rồi, xin chào bà con nước trong nước ngoài. Này anh quan sầu riêng nha. Rồi, chào mọi người nha. Nước trong nước ngoài. Dạ em xin chào tất cả bà con đến với kênh YouTube của Thành Thịnh Nông Cơ nhé. Dạ thì địa chỉ cửa hàng ấp Mỹ Điền nha con. Ấp Mỹ Điền, xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang ạ. À, số điện thoại cửa hàng qua số là 0858335778 á. Dạ thì tiếp tục hôm nay thì cũng như mọi hôm bà con. Thì em tải lên cho mọi người một số cái mẫu phun xịt thuốc cũng như rửa xe nè. Thì Tết tới rồi thì bà con mình cũng quét dọn xịt rửa nhà cửa cũng như là đầu tư cho mình những cái bầu xịt thuốc á, để mình xịt cho nó hiệu quả để có thời gian dài nghỉ Tết á, cho cây trồng nó ok hơn, sâu hại nó không tấn công á. Thì bây giờ chuẩn bị lần lần là vừa rồi. Thì hôm nay cũng lắp được mấy vàng cho khách nè, chiều làm không kịp thì phải tăng ca làm thêm, chứ nếu mà trưa xong thì em quay được nhiều vàng hơn nữa. Hiện nay còn sót lại 3 vàng thì sẵn quay giới thiệu bà con luôn, xem bà con mình có nhu cầu sử dụng những cái bộ nào thì cứ alo cho em hết. À, qua số di động là 0858335778. Dạ thì trước mắt bà con mình thì có 3 bộ nha. Thì em giới thiệu chi tiết sơ sơ từng bộ để bà con tham khảo. Chứ những cái bộ này hiện đã giới thiệu nhiều trên kênh rồi. Thì hôm nay chủ yếu là quay lại thôi. Dạ, cái bộ đầu tiên là cái bộ công suất lớn bà con. Sử dụng cái motor 3HP của hãng Mitsubishi dòng Superlight á. À, 3.7kW xuống một pha còn khoảng 3HP nha. Đó, motor Nhật Zin nha. Thì đa phần là em làm motor Nhật bãi thì nhiều. À, bên cạnh đó bà con mình muốn lắp những motor Việt Nam thì em vẫn có nha. À, Bảo Long hay là VTC của Đài Loan hay là những cái motor nào khác em vẫn lấy được nha, vẫn lắp được cho bà con mình. Nhưng mà chủ yếu em làm hàng Nhật bãi thì nhiều. Dạ, thì đi với nó là cái con đầu xịt của hãng Mitsuyama, cái dòng model TL799ICB, à, tự động ti xứ T25 nha. À, phiên bản cải tiến đời 4 ốc nè. À, tự động ngang ha. Thì cái dòng này thì hiện tại thì nó cũng đang là hot á, bà con mình mua cũng khá là nhiều, giá nó rất là tốt, T25. Rồi đi với nó là cái nền bánh xe á. Nền bánh xe bên em có loại là mạ kẽm dày như thế này và một loại là sắt á, thì giá nó từ 300 cho tới là 350 một bộ. Còn cái đầu Mitsuyama mà TL799ICB này giá nó là 3 triệu một đầu á, tặng một chai nhớt, phí ship nó là 65.000 một đầu. Rồi tiếp theo là cái bộ thứ hai nữa cũng có hãng Mitsuyama luôn con, nhưng cái bộ này là chuyên để rửa xe là chủ yếu, còn nếu bà con mình phun xịt thì sử dụng tầm khoảng 150 mét dây trở lại ha, xịt cây tầm thấp 10 mét trở lại đấy, áp còn khá là nhiều bà con. À, nó thuộc dạng không tự động nha, cũng không trạng ti xứ luôn, ti xứ model là TL299CB T22 dạng tấc 15. Đi với nó là con motor khí của hãng Hitachi dòng 2.2 nó, thì này hòa 3HP nha, điện 3 pha xuống 1 pha thì nó còn khoảng là 2HP thôi, cũng motor zin luôn, cái này vỏ khí thì nó giải nhiệt tốt hơn ha. Và con này là vỏ nhôm nè thì nó nhẹ rồi con, còn con bên đây là vỏ sắt thì nó sẽ nặng hơn nha. Một cái cũng khá là đẹp. Rồi thì cái con này là không tự động nha, bầu hơi nha, chuyên để rửa xe là chủ yếu nha. Còn phun xịt mà cây tầm thấp á, không khóa cần hay là khóa cần mà áp nó tầm khoảng 50 đổ lại á, thì nó ok hơn, chứ áp cao quá thì nó dễ bị nổ dây ha, tại nó không có tự động. Còn nếu bà con mình muốn sử dụng mà khóa thì bà con mình nhấn cánh áp nè. Bà con mình khóa cái van chỗ cây súng lại, xong bà con mình cái siết áp vô. Siết từ từ vô đến cái mức áp nào bà con mình cảm thấy nó an toàn, nó không bị è motor hay nó không bị sừng máy gì đó, mà dây mình nó không quá giãn á là ok, mình chốt lại giữ lại ha. Còn nếu mình siết quá mình để bóp nhả thì dễ bể dây bà con. Thì với đó cũng là một cái dàn bánh xe mạ kẽm luôn, bánh xe đặt nha, cái dàn là 350 một dàn đó. Cái đầu Mitsuyama 299 này giá là 1.8 triệu á, cũng chưa bao gồm ship. Thì cái đầu này ship khoảng mấy chục ngàn, năm mấy sáu chục ngàn gì đó, cũng nhẹ. Su vui đẹp đó con ha, đây cũng là su luôn. Rồi tới một cái bộ đầu xịt mà quốc dân nữa, thì cái bộ này em gáp rất là nhiều luôn. Cái bộ này kiểu như là giá nó rẻ bà con, giá rẻ thì nó phù hợp với nhiều người hơn, vừa túi tiền hơn đối với những bà con mình mà mới lên vườn hay là mới chuyển phong phun xịt á. Trước giờ chuyên xịt bình xịt điện là xịt mang lưng á, chưa có sử dụng những cái dòng này bao giờ thì mình mới đầu tư nhiều quá cũng ngán chi phí á, nhiều khi cây nó còn thấp nữa,
thì bà con mình sử dụng những cái đầu này. Thì cái đầu này ở Tiền Giang thì em chuyên bán những cái vùng mà trồng hoa màu với những cái vùng mà trồng thơm á, thì bà con Tân Phước mình ra ủng hộ rất là nhiều. Tại vì bà con mình chia sẻ là Tân Phước thì chủ yếu là khóm thì không có cần mà áp cao, sử dụng những cái dòng này thì nó vừa, nó tiết kiệm nước mà nó lại tiết kiệm điện, tại nó công suất nó vừa thôi, tại nó là chỉ 1 HP T22 mà được cái làm ti sứ và cái tự động ngang kiểu Đài Loan. Nó một bộ như thế này hoàn thiện luôn hết thì tầm khoảng 3 triệu ba mấy chục ngàn, nó cũng chưa tới 3 triệu tư nữa. Mà sử dụng một con motor Nhật bãi nha, motor zin của Nhật và một cái đầu nén mà của hãng Gấu nè, cái dòng BE 29 ACB ha. Thì cái dòng này thì nó 1 HP à, nhưng mà được ti sứ và tự động kiểu Đài Loan đó, thì nói chung là cũng khá là ổn định, tiền nào của nấy. Nhưng mà thật sự là cái mức tiền là 1,450 triệu này thì cũng khá là ổn nha bà con. Thì nhắc lại nha, cái đầu Gấu và BE 29 ACB tự động ti sứ này giá là 1,450 triệu, sẽ bao ship toàn quốc, phụ kiện kèm theo đầy đủ, tặng bà con mình một thêm một chai nhớt nha. Đây, tất cả này có phụ kiện đầy đủ hết nha. À, có dây hút, dây hồi, bảo hành, lọc rác, rồi bịch phốt, rồi nói chung đầy đủ hết nha. Nó tặng thêm 1 lít nhớt nữa, mình chỉ mức giá là 1,450 triệu bao ship thôi. Đó, còn cái đầu mà có bầu hơi trên đây á thì giá là 1,4 triệu. Rồi mà cái đầu mà 2 HP như vậy á mà ti sứ tự động luôn giá là 1,750 triệu, còn 2 HP bầu hơi là 1,7 triệu. Giá quá là hời luôn ha. Ti sứ một người hai người mà chưa được 2 triệu, chỉ 1,3 triệu trở lại thôi mà được bao ship tặng nhớt nữa thì tính ra nó cũng không có nhiều đâu. Còn với những cái bộ như vậy ráp nguyên bộ á, ví dụ như con này là 1,450 triệu bao ship á, và khi ráp như vậy á, thì giá nó chỉ có 1,4 triệu nha, 1,4 triệu, và một nguyên một bộ như này thì phí cước khoảng 200 mấy chục ngàn trở lại mà con ha, nó chưa tới 250 nha. Dạ rồi, thì bà con mình xem có những cái bộ nào mà phù hợp với cái vườn nhà mình á, phù hợp với cái túi tiền nhà mình á, thì cứ alo cho em. Còn là bà con mình có thể là tham khảo trên kênh YouTube của Thành Thịnh Nông Cơ á, thì trên đó có rất rất là nhiều những cái bộ như thế này để bà con mình tham khảo á. Thứ nhất là cấu hình của từng bộ và giá cả của từng bộ ấy, xem nó có phù hợp với vườn, phù hợp với túi tiền mình hay không. Hoặc là kênh TikTok của Thành Thịnh Nông Cơ á, thì trên đó em cũng đăng nhiều những cái mẫu mã, những cái bộ phun xịt như thế này. À, từ giá rẻ tới giá bình dân tới giá trung dân giá cao cấp, không biết giá trung dân là gì nữa. Rồi thì đây là những cái bộ chuyên để phun xịt và rửa xe ha. Rồi thì motor khía này 2 ký 2 này giá là 2,6 triệu nha, còn khía 3 ký 7 này giá là 3,4 triệu nha. Cái đầu này là 3 triệu, cái đầu này 1,8 triệu nên 350. Thì bà con mình tự tổng hợp là sẽ biết giá cả từng bộ như thế nào ha. Còn những cái bu ly mà sắt mà tiện mà dày mà đặc như thế này á, thì giá nó phải vài chục ngàn thôi, 7 phân 70 ngàn đó. Cái cu ro trơn nè 12 ngàn 10 ngàn sợi, như cu ro răng hăm mấy 30 ngàn sợi đó, giá cả có sẵn thôi, mà không mình tổng hợp là sao biết thôi. Xin chào bà con rồi, xin chào bà con nước trong nước ngoài anh này anh quan sầu riêng nha. Rồi chào mọi người nhé. Nước trong nước ngoài. Cửa hàng Thành Thịnh Đông Cơ xin kính chào quý khách. Tự hào được biết đến là đơn vị uy tín với nhiều năm kinh nghiệm. Chúng tôi chuyên sửa chữa, mua bán, trao đổi phụ tùng và máy móc nông nghiệp như đầu xịt thuốc, dây hơi, máy xăng, máy cưa, máy cắt cỏ, bình xịt điện, bình xịt máy. Với phương châm uy tín, chất lượng, nâng tầm thương hiệu cùng phong cách phục vụ chuyên nghiệp, nhiệt tình, chu đáo, Thành Thịnh cam kết mang tới chào quý khách hàng sản phẩm chất lượng tốt, giá thành cạnh tranh, bảo hành dài hạn. Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ qua hotline 0858 335 778, địa chỉ Mỹ Điền, Mỹ Long, Cai Lậy, Tiền Giang. Thành Thịnh Nông Cơ, một uy tín triệu niềm tin. Xin trân trọng cảm ơn.